Trọng kính cha giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, kính thưa cha bề tên tu xá Đa Minh Gia Thịnh, kính thưa chánh xứ cha phó, quý cha đồng tế, thầy phó tế, dịp bề trên quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý khách và toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em, các cháu thiếu nhi quý mến. Sau tam nhật mừng kính thánh cả Giuse, hôm nay giáo xứ chúng con long trọng mừng lễ thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Maria. Với bầu khí hết sức là trang trọng và hân hoan, con xin đại diện cho cộng đoàn bày tỏ chút tâm tình đơn sơ của chúng con. Kính thưa cha giám tỉnh, quý cha đồng tế, quý khách, trải qua hơn 65 năm, ngôi nhà giáo lý, nơi giáo dục đức tin của những thế hệ tiền bối theo năm tháng đã dần xuống cấp. Mọi sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ như hội họp các hội đoàn, việc học giáo lý của các em thiếu nhi phải học trong những căn phòng ẩm thấp, nóng nực và chật chội, khiến các anh chị giáo lý viên phải chia đàn xẻ nghé sau nhà đa năng, nhờ nhà dòng của quý sơ, nhà thờ, nhà chầu mới đủ cho các em thiếu nhi học tập. Nhận thấy được tầm quan trọng và quá cấp thiết của việc phải xây dựng mới lại ngôi trường giáo lý, nơi giáo dục đức tin của con em trong giáo xứ, nhờ hồng ân của Chúa cộng với sự quan tâm của cha chánh xứ, cha phó, cùng với sự quyết tâm đồng lòng của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, chương trình xây dựng trường giáo lý đã được hoạch định và ấp ủ chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng trải qua nhiều khó khăn trở ngại, lại thêm dịch bệnh kéo dài, công trình đã lâu lại còn lâu hơn. Trong những ngày giải hạ nhà giáo lý, các em thiếu nhi phải chia học thành nhiều giờ và tản mát nhiều nơi. Với khó khăn trên, càng thấy việc xây dựng trường giáo lý là một việc vô cùng cấp bách. Chính vì thế mà cha chánh xứ đã chọn ngày lễ kính thánh Giuse 19 tháng 3 2022 để đặt công trình xây dựng trường giáo lý Thánh Vinh Sơn Liêm dưới sự chăm sóc, bảo vệ, che chở và cùng đồng hành của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Giuse. Sự kiện này khiến chúng con vô cùng phấn khởi và hết lòng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi hoàn cảnh, mọi biến cố lớn nhỏ, chúng con đều nhận ra được những hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên giáo xứ chúng con. Và hôm nay, niềm vui của chúng con được tăng lên gấp bội qua việc cha giám tỉnh, quý cha đồng tế và cùng cha chánh xứ, cha phó và cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ hôm nay để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho việc xây dựng công trình trường giáo lý của chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha giám tỉnh, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha đồng tế và cộng đoàn. Cách riêng cha giám tỉnh, Ngài đã hết lòng yêu thương và quan tâm đến chúng con, mặc dù sức khỏe có ngần có hạn và công việc rất bề bộn, nhưng cha cũng sắp xếp để hiện diện trong thánh lễ hôm nay, dâng lời cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin ghi sâu tấm chân tình của cha. Chúng con cũng mong ước mọi thành phần trong giáo xứ đã, đang và sẽ hiệp nhất một lòng, chung tay nỗ lực để ngôi trường giáo lý hoàn thành được tốt đẹp trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con cũng xin hết lòng cảm ơn quý cha, quý ân nhân xa gần, quý vị đồng hương trong và ngoài nước cùng cộng đoàn dân Chúa đã đồng sức, đồng lòng quảng đại dâng hiến cho công trình xây dựng trường giáo lý vào ngày lễ hôm nay. Xin Chúa luôn đồng hành, chúc lành và thánh hóa cho mọi nỗ lực cố gắng từng ngày của đại gia đình giáo xứ chúng con để công trình xây dựng từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Một lần nữa, chúng con xin được chân thành cảm ơn cha giám tỉnh, quý cha và cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ hồng ân trên quý cha và cộng đoàn để quý cha và cộng đoàn luôn có được nhiều niềm vui
sức khỏe và sự bình an của Thiên Chúa. Con xin được kính chào. Để bày tỏ lòng yêu mến với giáo sư chúng con đối với cha giám tỉnh, chúng con có một chút quà mọn kính dâng cha giám tỉnh, xin cha giám tỉnh vui nhận cho chúng con.